Thank you.
Giờ địa phương này là 4:05. Nhiệt độ bên ngoài là 30 độ C. Chính đề nghị quý khách vẫn ngồi tại chỗ với dây an toàn được cài chặt, không đứng lên lấy hành lý hoặc rời khỏi ghế cho đến khi máy bay vào đến sân đổ. Nhưng hẳn là cơ trưởng các tín hiệu cài dây an toàn. Đề nghị quý khách không sử dụng điện thoại vào lúc này. Cơ trưởng Phương Nam, tiếp viên trưởng Ngọc Duy cùng toàn thể phi hành đoàn, chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng Bamboo Airways, hãng hàng không của sự hiếu khách. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách. Ladies and gentlemen, welcome to Ho Chi Minh City. We have just arrived at the Ho Chi Minh International Airport. It is now 3:55 p.m. local time, and the outside temperature is 30 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely stops and captain pushes the button seatbelt sign. Do not use mobile phone or emergency devices at this moment. Cabin manager Justy and all crew members would like to thank you for flying with Bamboo Airways Airline to hospitality. We look forward to meeting you again soon. Thank you. Thank you.